Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán tăng thầy lợi nha các bạn. Hôm nay mình nói về tiền thương nè, số dư trong phép chia toán lớp 5. Thì trong toán lớp 5, cái khó nhất chính là phép chia số thập phân với số thập phân. Thì đây là số thập phân nè, đây là số thập phân nè, và đây là phép chia, được chưa ạ? Thì các bạn phải biết 9 với 5 chính là số bị chia, 2 với 35 chính là số chia. Ok chưa ạ? Thì cách chia thì các bạn nhớ giúp mình bước 1 nè. Đếm sau dấu phẩy, dấu phẩy số chia có bao nhiêu nhiều số. Bắt đầu mình đếm nè. Đây, số chia 1, 2. Thì tương tự các bạn lùi dấu phẩy, lùi dấu phẩy số bị chia về hai số về. Rồi, bắt đầu mình lùi nha các bạn. Mình lùi nha, mình viết lại lần nữa đi. 9,5 chia cho 2,35. Các bạn đếm nè, sau dấu phẩy số bị chia là mấy số ạ? Sau dấu phẩy số chia là 1, 2. Tương tự lùi dấu phẩy nè của số bị chia về hai số, 1, 2 không có, các bạn thêm 0. Vậy 9,5 chia cho 2 phết nha bạn, 35 sẽ bằng 9 mấy ạ? 950 chia cho 235. Được chưa ạ? Rồi, thì bước 2 các bạn chia giống như số tự nhiên. Bắt đầu mình chia nha các bạn. Rồi, mình chia đây. 950 chia 235. Thì các bạn lấy 235 nhân 1, nhân 2, nhân 3, nhân 4. Thì mình thấy nhân 4 là phù hợp nhất. 4 nhân 5 bằng 20, ghi 0 nhớ 2. 4 nhân 3 12, nhớ 2 nữa 14, ghi 4 nhớ 1. 4 nhân 2 là 8, nhân 1 đó là 9. Rồi, các bạn điền số 4 này vào đây. Được chưa ạ? Rồi lấy 950 trừ 940. 0 trừ 0 được 0, 5 trừ 4 được 1, 9 trừ 4 được 0. Vậy đây còn lại là 10. 10 chia 235 không được, phải thêm 0. 100 chia 235 không được, thêm 0. Rồi, 1000 chia cho 235 thì các bạn cũng tương tự lấy 235 nhân cho 1, nhân cho 2, nhân cho 3, nhân cho 4. Thì mình hãy nhân cho 4 là phù hợp nhất, ra 049. Được chưa? Rồi các bạn điền số 4 vào đây. Rồi lấy điền số 940 vào đây. Rồi các bạn lấy trên trừ dưới, 0 trừ 0 được 0, 0 trừ 4 không được 1, vậy là 10 trừ 4 được 6, 0 trừ 9 mà đã 1, đó là 0 trừ 10 không được 1, vậy 10 trừ 10 được 0. Nghe chưa ạ? Vậy cho thấy là 950 chia cho 235 sẽ bằng 4,4. Dư bao nhiêu ạ? Dư 60. Nhưng người ta kêu gì ạ? Số này các bạn chuyển qua. Vậy 9,5 chia cho 2,35 bằng bao nhiêu ạ? Bằng 4,04. Và các bạn đếm nè, đếm số chia và thương sau dấu phẩy mấy số ạ? 1,2,1,2. Đây 2 với 2 là 4. Vậy số dư sẽ là 60. Rồi đếm nè, 1,2,3,4, vậy thêm 0,0. Vậy mình sẽ có gì ạ? 9,5 chia 2,35
35 bằng 4,04 dư 0,00060. Thì số 0 ngày các bạn có thể bỏ được chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment với mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.